Rồi nhìn chứng minh hai tam giác đồng dạng B, M, P, thấy chưa? Yes. Tiếp C, N, M, thấy chưa? Yes. Góc này bằng góc này, lý do lấy tay chọt vô kéo. Nè, góc Y này nha, móng này rồi. Dài, đừng nên không có thấy đâu. Góc chị. Nè, trắng cung MN nha. Tiếp. Góc N này nè, nó trắng một cung MN luôn. Chỉ ra hai góc đó bằng nhau hai, lý do. Góc hai góc nội tiếp cùng trắng một cung nha. Chốt. Tiếp, góc này nè, bằng góc này lý do. Góc này bằng góc này lý do tứ giác M Y nội tiếp đường tròn. Yes. Lý do góc ngoài bằng góc đối. Đối trong suy ra góc này bằng góc này, kẹp không? Kẹp không? Góc này bằng góc này. Kẹp chưa? Ủa lộn, góc này bằng góc này chứ lộn. Góc này bằng góc nào? Thôi để từ từ. Tùm lum à. Góc này bằng góc này đúng chưa? Ủa? Là chị thâm thâm góc, bây giờ con biết góc nào tim chưa? Góc này bằng góc này. Góc này bằng... À đúng rồi, góc này à, góc N bằng góc B nè. Dạ. Được chưa? Tiếp. Góc B nè, thấy góc B chưa? Góc B bằng góc góc C, lý do tứ giác này nội tiếp đường tròn góc ngoài bằng góc đối chồng suy ra hai tam giác đồng dạng trường hợp góc góc, kịp không? Dạ.